AVZ, giải bài tập full môn, soạn văn hay nhất, học livestream miễn phí, tương tác trực tiếp với giáo viên hàng đầu. Vào thư viện app, tải ngay AVZ. Hi guys, xin chào các em, chào mừng các em đã quay trở lại với những bài giảng của cô. Và ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau tiếp tục phần ôn tập của Unit 9 và Unit 10 các em nhé. Mình sẽ đến với Lesson 2 Skills, ôn tập qua giải bài tập về những kỹ năng. Nào, chúng mình sẽ vào phần đầu tiên luôn là phần Reading các em nhé. Read the text about eco-city planning, building eco-cities. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc và trả lời câu hỏi về một bài là xây dựng những thành phố sinh thái. Đây, bài này khá là dài, các em chịu khó quan sát trong sách giáo khoa cho dễ nhìn nhá, hoặc là có thể nhìn lên slide với cô cũng được. I first became familiar with the idea of an eco-city when I read the book Eco-City Buckley, Building Cities for a Healthy Future by Ricard Register. Tức là gì? Tôi lần đầu tiên được biết đến cái ý tưởng về thành phố sinh thái khi mà tôi đọc cuốn sách Thành phố sinh thái Berkeley, xây dựng những thành phố để cho có một tương lai khỏe mạnh hơn bởi tác giả Ricard Register. The author created the word eco-city in 1987 when the book was published. Tác giả đã tạo ra cái từ eco-city, thành phố sinh thái đó, vào năm 1987 khi mà cuốn sách lần đầu tiên được xuất bản. The inhabitants of the city carefully consider possible environmental impacts and take good care of the environment. Những cư dân của thành phố này thì rất là quan tâm đến những cái ảnh hưởng đến môi trường và chăm sóc môi trường sống rất là tốt. There is no pollution as all the vehicles run on local renewable energy. Câu này nghĩa là gì hả các em? Là sẽ không có sự ô nhiễm vì xe cộ chạy ở trong thành phố thì là dùng những cái năng lượng có thể tái tạo lại được. Carbon dioxide emissions are controlled and kept in accordance with strict environmental and air quality regulations. Tức là gì nhỉ? Cái lượng khí CO2 thải ra thì được kiểm soát và giữ ở cái mức hài hòa, cái mức chấp nhận được theo những cái quy tắc rất là nghiêm ngặt về chất lượng không khí hay là chất lượng môi trường. Tức là quản lý rất là chặt chẽ để đảm bảo làm sao mà luôn giữ được cái môi trường xanh sạch nhất đó. In addition, the inhabitants coexist with nature by dividing the city into two circles or rings. Thêm vào đó thì những cư dân còn chung sống hòa bình với thiên nhiên bằng cái cách là chia thành phố ra thành hai vành đai. The first ring is the city center containing the residential areas. Vành đai thứ nhất thì là gì? Trung tâm thành phố bao gồm những cái khu dân cư. The second ring includes vast park space and lots of greenery. Còn cái vành đai thứ hai thì là bao gồm rất là nhiều công viên và có nhiều cây xanh. The green space filters and refreshes the air people breathe. Những cái không gian xanh này thì giúp như nào các em? Lọc này, rồi là tái tạo lại được những cái không khí mà con người ta hít thở. Eco-City Berkeley is a very inspirational book which can offer urban planners creative ideas and solutions to environmental problems that can be applied to any city. Tức là gì? Thành phố sinh thái Berkeley là một cuốn sách truyền cảm hứng, khiến cho là cái mà cuốn sách này có thể giúp cho những cái nhà hoạch định đô thị có những cái ý tưởng sáng tạo này, hay là cái cách giải quyết cho các vấn đề liên quan đến môi trường mà có thể áp dụng cho bất kỳ thành phố nào. Tức là sao các em? Tức là cuốn sách này khi mà
đọc thì ngoài thấy được cái sự hay ho của một thành phố sinh thái, chúng ta có thể áp dụng được những cái mẹo, những cái cách, những quy tắc mà cuốn sách này tác giả đã đưa ra cho bất kỳ thành phố nào mà chúng ta muốn cải thiện thành một eco city, một thành phố sinh thái. Rồi, chúng mình đã đọc xong một cái bài này nhá, tương đối là ngắn, chỉ có 2 slide thôi. Thì bây giờ chúng mình sẽ đi vào phần trả lời câu hỏi các em nhé. Nào, chúng mình sẽ cùng đi vào câu đầu tiên. When was the word eco city created? Khi nào thì từ eco city, thành phố sinh thái được tạo ra? Khi nào? Ngay ở phần đầu tiên luôn đó. It was created in 1987, when the book Eco City, Berkeley, Building Cities for a Healthy Future by Richard Register was published. Thì quyển cái thuật ngữ Eco City, thành phố sinh thái được tạo ra vào năm 1987, khi mà cái cuốn sách gì thành phố sinh thái, Berkeley, xây dựng thành phố cho một tương lai lành mạnh bởi tác giả Richard Register được xuất bản. Nào, câu 2. Why is there no pollution in Eco Berkeley? Tại sao lại không có sự ô nhiễm ở thành phố Berkeley? Tại sao nào? Rất là dễ. Chúng mình xem lại cái phần giữa ở đoạn 1 ấy, mình sẽ có ngay đáp án. Vì sao? There is no pollution as all the vehicles run on local renewable energy. Không có ô nhiễm tại vì xe cộ thì đều chạy bằng năng lượng có thể tái tạo được lại được. Cái chữ as này á, là nó bằng với từ because đấy các em nhá, nghĩa là bởi vì. Câu 3. How do the inhabitants coexist with nature? Cư dân ở đây cùng tồn tại, cùng sinh sống hòa thuận với thiên nhiên như thế nào? Như thế nào? They coexist with nature by dividing the city into two circles or rings. Họ sinh sống hòa thuận với thiên nhiên bằng cách là chia thành phố ra thành hai vành đai. Tiếp. Nào, câu tiếp theo, câu 4. What are the two rings for? Hai vành đai này là để làm gì? Cái thông tin này rõ ràng là nó đã nằm luôn ở trong sách giáo khoa rồi, chúng mình không cần suy luận gì cả. Các em chỉ cần nhặt đúng cái chỗ nào mình cần điền đáp án, mình lấy, mình pick ra thì mình sẽ có câu trả lời cho câu hỏi này các em nhé. Đáp án của chúng ta là the first ring is the city center containing the residential areas. The second ring includes vast park space and lots of scenery which filters and refreshes the air people breathe. Cái vành đai đầu tiên á, thì là trung tâm thành phố, bao gồm khu dân cư. Còn vành đai thứ hai thì là bao gồm những công viên có rất là nhiều khung cảnh, rất là nhiều cây xanh mà để lọc và tái tạo lại cái không khí mà con người ta hít thở. Rất là dễ. Câu 5. Who needs to read Register book and why? Ai cần phải đọc sách của tác giả Register và tại sao? Thì rõ ràng ở cái đoạn cuối cuối đó, người ta có nói là những cái nhà hoạch định đô thị cần đọc cuốn này để tham khảo và áp dụng những cái phương pháp vào bất kỳ thành phố nào. Thì đó cũng chính là đáp án cho câu hỏi này các em nhé. Urban planners need to read the book because it can offer them creative ideas and solutions to environmental problems that can be applied to any city. Đó chính là các nhà hoạch định đô thị cần phải đọc những cái cuốn sách này vì cuốn sách có thể cho họ những cái ý tưởng sáng tạo này hay là các phương pháp giải quyết cho vấn đề môi trường mà có thể áp dụng với bất kỳ thành phố nào. Thế là chúng mình đã đầu tiên đã xong được cái phần reading rồi. Khởi động thôi các em nhá. Bây giờ chúng mình sẽ đi đến chặng tiếp theo, đó là phần speaking, luyện nói. Nào, thoát ly sách vở ra một chút, mình khởi động cơ miệng tí nhỉ. Với bài tập sau. Work with a partner. Choose two ideas or use your own ideas and make a conversation about sustainable living. Làm việc theo nhóm. Ở đây thì chúng ta sẽ có những ý tưởng như thế này để các em có thể tạo nên được một đoạn hội thoại về
một cuộc sống đáng sống này, về một đây sustainable living, chúng ta có những cái gợi ý như sau, thì các em có thể áp dụng những cái gợi ý này để tạo nên bài nói của mình, hoặc là đứa nào mà thích tự sáng tạo thì cũng ok luôn. Những cái ý tưởng của các em luôn luôn được chào đón và rất là đáng gì nhỉ, rất là đáng khen ngợi nha. Còn ở đây chúng mình sẽ có những cái gợi ý như thế này: sort rubbish for recycling, use waste to generate electricity, heat, etc. to meet daily needs. Tức là gì? Đầu tiên là mình có thể phân loại rác nhỉ, phân loại rác để tái chế này, hay là sử dụng rác thải để tạo nên năng lượng điện, điện hay là nhiệt để đáp ứng những cái nhu cầu thiết yếu hàng ngày đó. Design walkable streets. Walk first, then cycle, then use public transport. Chúng mình sẽ thiết kế những cái cung đường mà có thể để đi bộ được đó. Đầu tiên là đường đi bộ này, sau đó là đạp xe, rồi sau đó nữa có thể là sử dụng phương tiện công cộng. Protect nature's habitat, support local agriculture. Tức là bảo vệ môi trường tự nhiên xung quanh, hay là ủng hộ những cái sản phẩm nông nghiệp địa phương. Promote simple lifestyle, cook with locally grown organic ingredients. Tức là mình sẽ đề cao cái cuộc sống tối giản, đơn giản thôi. Mình sẽ nấu ăn với thức ăn gọi là cây nhà lá vườn á, theo mùa này rồi theo vùng này, chứ không nhất thiết là cứ phải ở Việt Nam mà suốt ngày cứ phải ăn đồ Nhật, đồ Mỹ rồi hàng nhập khẩu các kiểu. Mình giảm bớt cái lượng đấy đi thì mình chỉ ăn những cái rau cỏ gọi là môi trường xung quanh nhá, tươi nhá. Thế cái ra ngoài vườn hái tí rau về nấu, nó vừa an toàn, không có thuốc sâu, lại còn tươi ngon bổ dưỡng nữa, được không nào? Thì đó, mình đang hướng đến một cuộc sống như nào? Simple lifestyle, phong cách sống đơn giản. Thì đó là những cái gợi ý như thế này, thì các em có thể tự mình tạo nên những đoạn hội thoại. Thì ở đây chúng ta có một đoạn hội thoại mẫu như thế này, và các em có thể dựa vào đây để tạo nên những đối thoại của riêng mình nhé. Chúng mình sẽ cùng nhau luyện tập một chút so với cái ví dụ này giữa hai bạn học sinh A và B. Now, how can we live more sustainable lifestyles? What do you think our urban planners should do? Chúng ta có thể có một cái cuộc sống mà thân thiện với môi trường hơn như thế nào nhỉ? Bạn nghĩ là những nhà hoạch định đô thị của chúng ta nên làm gì? Bạn B mới đưa ra ý kiến này. I think they should redesign abandoned areas and convert them into rich, diverse ecosystems. Tôi nghĩ là những cái nhà hoạch định này nên thiết kế lại những khu vực bỏ trống này, chuyển đổi những khu vực này thành những hệ thống sinh thái màu mỡ và đa dạng. Nghe phức tạp thế nhỉ? Bạn A mới trả lời là gì đây? Sounds great. Tuyệt vời đấy. There should be also gardens in our residential areas. Cũng nên là có những khu vườn trong khu vực dân cư. Tương tự như thế thì các em sẽ dựa vào đây, hay là những cái ý tưởng của mình, đưa ra sự thay đổi để có một cuộc sống lành mạnh, cuộc sống thân thiện với môi trường hơn. Mình có thể hỏi là chúng ta nên làm gì để cải thiện cuộc sống này, hay là chúng ta nên làm gì để gần gũi với môi trường hơn, để bảo vệ môi trường hơn. Thì chúng ta có thể đưa ra những cái ý kiến là theo những cái dấu chấm như thế này. Rồi bạn A đưa ra một ý kiến thì bạn B lại tiếp tục đưa ra một ý kiến, rồi cùng thảo luận là tớ có thống nhất này, tớ có đồng ý hay không này, rồi là tớ bổ sung với cậu ý kiến như sau này. Đấy, kiểu vậy. Thì chúng mình sẽ cố gắng tạo nên nhiều câu hơn thay vì chỉ 3 câu như ví dụ này các em nhé. Đấy, chúng mình chịu khó luyện tập một chút đi. Luyện tập để cho nó thon gọn hàm ấy, nói nhiều mà. Đấy, sau đó thì chúng mình lại tiếp tục cùng nhau khám phá, chinh phục bài tập tiếp theo ở kỹ năng tiếp theo các em nhé. Đó là kỹ năng listening, kỹ năng nghe. Too much exercise. Luyện tập quá nhiều. Nhưng mà chắc là bây giờ mấy đứa chẳng có đứa nào trong cái trường hợp luyện tập quá nhiều đâu. Chỉ có luyện tập quá ít thôi nhỉ. Mình, tại vì sao mình dành thời gian học tập rồi đây, quá là nhiều. Chưa chắc các em đã có thời gian dành cho riêng mình để mà rèn luyện cơ thể. Bài tập 4. Listen to the recording about negative effects of overexercising. Decide whether the following statements are true or false according to the speaker. Chúng mình sẽ được nghe
nói về những cái tác động tiêu cực của việc luyện tập quá nhiều. Và sau đó chúng mình sẽ xem những cái câu dưới đây là đúng hay sai các em nhé. Đây chúng mình có tất cả 5 câu. Cô sẽ dịch trước rồi sau đó chúng mình cùng nghe. Nghe xong rồi soát đáp án với cô nhé. Nào. The more exercise you do, the healthier you become. Càng luyện tập nhiều thì bạn càng khỏe. Cái câu này là nó đang đốt chăn chát với cái tiêu đề của bài nghe đó. Mình chưa cần nghe cũng suy luận được câu này là đúng hay sai rồi đúng không em? Nhá, câu 2. Doing intensive workouts is too much of a good thing. Luyện tập quá nhiều thì không phải là một điều gì tốt đẹp. Câu 3. People may become addicted to high intensity physical activity. Con người ta thì có thể trở nên nghiện luyện tập cường độ cao. Đúng đấy. Có rất là nhiều anh 6 múi cũng luyện tập gym, gym suốt cả ngày còn gì nữa. 24 tiếng thì chắc mất 12 tiếng ở phòng gym quá. Nhờ. 4. Over exercising can be harmful to the body's muscles, joints and heart. Luyện tập quá nhiều có thể gây hại cho cơ này, khớp này hay là tim nữa. Câu 5. You should consult with an instructor before starting the new exercise program. Bạn nên tham khảo chuyên gia trước khi bắt đầu một quá trình luyện tập. Đấy, thì đây là 5 câu mà chúng ta cần phải xác định xem nó là đúng hay sai các em nhé. Sau khi đã dịch xong rồi thì cũng mường tượng qua là cái bài nghe nó sẽ như thế nào nào không nào. Thì bây giờ chúng mình sẽ cùng nghe và tích xem câu nào đúng hay câu nào sai các em nhé. Nobody can deny the benefits of exercise to human health. But too much exercise can do you more harm than good. Many people believe that more exercise brings more benefits, and they try to have too much of a good thing. This leads to extreme workouts in the gym and long hours of outdoor fitness walking or cycling. However, high intensity may cause addiction to and overdose in exercise. Overexercising may damage the body's muscles and joints, increase the risk of heart disease or stroke, and even cause death. The same degree of exercise might be moderate to 30-year-olds and intense to 60-year-olds. Always consult with a doctor before starting a new exercise program to make sure you exercise safely and effectively. Vậy là chúng ta vừa mới nghe xong bài nói phải không các em? Các em đã tích được hết chưa? Cô thấy bài nói này nó cũng khá là ngắn và đơn giản thôi, không khó khăn gì đâu, nên cô rất mong là các em sẽ làm đúng hết 5/5 nhé. Nào, bây giờ chúng mình sẽ cùng check đáp án với câu đầu tiên. Chắc chắn là sai rồi. Lúc nãy cô nói là không cần nghe mình vẫn làm được câu này. Làm gì có chuyện mà luyện tập càng nhiều thì lại càng khỏe bao giờ. Đúng không? Cái gì quá cũng không tốt hết á. Thế còn câu 2, luyện tập với cường độ lớn thì rất là có hại. Rõ ràng rồi. Câu 3, nhiều người có thể gọi là bị nghiện tập thể dục cường độ cao. Câu này là một câu đúng các em nhá. Hay là câu 4 nào? Gây hại, cái quan trọng là các em phải nghe được là gây hại đến những cái gì, chứ còn xem là nó có thiếu hay thừa không. Thì có đúng là gây hại đến cơ khớp và những tim không nào? Thì đây cũng là một đáp án đúng. Câu cuối cùng là chúng ta nên tham khảo ý kiến của chuyên gia trước khi mà luyện tập. Câu này á, nếu như mà đánh lụi á thì chắc chắn là nhiều đứa sẽ đánh đúng. Nhưng mà nếu mình nghe kỹ ra thì sẽ biết là không phải tham khảo ý kiến của chuyên gia, mà tham khảo ý kiến của một người khác. Vậy thì người đó là ai? Bây giờ chúng mình sẽ cùng đọc dịch lại cái bài nghe này để hiểu rõ hơn nội dung, chắc chắn hơn, rồi xem có những cái gì từ mới hay ho để chúng mình nhanh chóng bỏ túi các em nhé. Nào, bắt đầu. Nobody can deny the benefits of exercise to human health. Chẳng có ai có thể từ chối, phủ định cái lợi ích của việc tập thể dục đối với sức khỏe của con người. But too much exercise can do you more harm than good. Nhưng mà luyện tập có quá nhiều thì lại có hại chứ không hề có lợi một chút nào. Many people believe that more exercise brings more benefits and they try to have too much of a good thing. Nhiều người tin rằng là
càng luyện tập thì sẽ càng có lợi. Nên mà họ đã cố gắng luyện tập quá là nhiều đi. This leads to extreme workouts in the gym and long hours of outdoor fitness, walking or cycling. Điều này dẫn đến là luyện tập rất là nặng, rất hăng say ở trong môn gym này, rồi là hàng giờ vận động ngoài trời như là đi bộ hay là đạp xe. However, high intensity may cause addiction too and overdose in exercise. Tuy nhiên là luyện tập với cường độ cao như vậy có thể dẫn đến nghiện này, hay là luyện tập quá mức. Tức là sao? Đôi khi mình làm cái gì nhiều mình cũng ham ấy, cứ hăng say miệt mài là thành nghiện luôn, chứ không là cứ nhất thiết là nghiện game, nghiện thuốc mới là nghiện, đúng không? Đây cũng có trường hợp khác là nghiện thể dục mà nó lại còn không tốt một chút nào. Không tốt tại vì sao nào? Overexercising may damage the body's muscles and joints, increase the risk of heart disease or stroke, and even cause death. Luyện tập quá sức, quá nhiều á, còn gây nên những cái tổn thương về cơ khớp, tăng cái nguy cơ mắc bệnh tim này, hay là đột quỵ, và thậm chí là có thể dẫn đến cái chết nữa. The same degree of exercise might be moderate to 30-year-olds and intense to 60-year-olds. Tức là gì nhỉ? Là cái mức luyện tập á, có lẽ là trung bình cho những cái người ở độ tuổi 30 và cường độ nặng thì ở độ tuổi 60. Always consult with a doctor before starting a new exercise program to make you sure exercise safety and effectively. Đây nhá, consult with a doctor, not a instructor. Luôn luôn phải tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi mình bắt đầu một cái chương trình luyện tập, để chắc chắn, để đảm bảo là mình đang luyện tập một cách an toàn và hiệu quả. Đấy, bài nghe này khá là ngắn và cũng không có quá là nhiều từ mới, đúng không nào các em? Rồi nhá, thế là mình đã hoàn thành xong kỹ năng nghe rồi này. Bây giờ chúng ta sẽ chốt hạ bằng một bài viết writing. Đề bài đưa ra là gì đây? Think of an advice you can give to overexercises. Write a short text about the reasons for overexercising. Use the suggestions in the box or your own information and ideas. Tức là sao? Chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ những cái lời khuyên mà chúng ta có thể đưa ra về cái việc mà luyện tập quá nhiều. Và mình cũng đưa ra những cái lý do cho cái việc overexercising này. Mình có thể sử dụng những cái gợi ý dưới đây để tạo nên, rồi từ đó mà tạo nên những cái thông tin của riêng mình. Đây, không phải ngẫu nhiên mà tự nhiên lại chúng ta lại luyện tập quá sức như vậy. Ví dụ như bình thường nhá, trong những cái bài trước mình học á, mình biết là nên dành tầm 30 phút mỗi ngày để tập thể dục thôi. Nhưng mà đây không, có thể dẹp việc học sang một bên, nhất định phải tập thể dục 3-4 tiếng chẳng hạn. Chắc chắn là mấy cái đứa này là rất quyết tâm để có thể đưa ra những cái lý do sau. Đó là gì? Cải thiện. Cái lý do lớn nhất cô nghĩ là để cải thiện vóc dáng, đúng không? Muốn phải có một perfect body đấy, phải đẹp, rồi 3 vòng hoàn hảo như người mẫu cơ. Thế là ngoài luyện tập này còn chế độ ăn này các kiểu, thành ra lúc nào cũng muốn nhanh, đẩy nhanh tốc độ, mà kiểu trong vòng 1 tuần này hay là 3 tuần, 1 tháng gì đấy là phải giảm được 5 cân cho nó gầy, nó đẹp chẳng hạn, để sắp tới mình đi chụp kỷ yếu này, hay là mình có đám cưới cô dì chú bác chẳng hạn, kiểu vậy. Đó là những cái nguyên nhân chính mà dẫn đến cái việc over exercising ở lứa tuổi các em đấy, đúng không? Hay là ngoài ra thì còn có những cái lý do gì thì chúng mình cùng chú ý lên bảng nhá. Worrying too much about physical appearance. Đấy đấy đấy, lo lắng quá nhiều về cái ngoại hình. Building the perfect body. Lý do tiếp theo là gì? Thì muốn có một cái cơ thể perfect, hoàn hảo. Weight loss, a lean, toned legs. Ngoài ấy, giảm cân này, thon thả, chân thon này. Đấy. Pressure to look fit. Muscle and toned arm or leg muscles too small. Có nghĩa là cái áp lực là lúc nào trông phải khỏe mạnh, phải đẹp. Con gái thì phải có eo, còn con trai thì phải đô sau múi, kiểu vậy, đúng không em? Hay là gì? Self dissatisfaction, fear of being overweight,
perfect smolder, thin waistlines, flat bellies. Không tự hài lòng với luôn luôn cảm thấy không hài lòng với bản thân. Ai, chẳng tốt chút nào. Nói chung ấy, như cô đã nói của từ những cái clip trước, bài học trước rồi, là mình như nào, phải yêu thương bản thân mình. Rồi là nếu như mình cảm thấy không ưng cái điều gì thì mới thay đổi, chứ không phải là theo người mẫu này hay là theo một cái hình mẫu lý tưởng mà xã hội đặt ra rồi mình cứ phải chạy theo như vậy, thì nó rất là mệt mỏi, đúng không nào? Ví dụ mình đang có mặt tròn chẳng hạn, bây giờ là mốt mặt vi lai, thế mình đi gọt cằm, thế đến lúc 30 năm nữa rồi nó lại mốt lại cái mặt tròn, thế định sao? Định đắp lại à, đúng không? Nhưng mà mình phải luôn luôn biết cách yêu thương bản thân, đừng có làm cái gì quá, cũng không nhất thiết là cứ phải nhịn ăn nhịn uống này rồi luyện tập quá sức để mình đạt được một cái hình mẫu của xã hội hay là hình mẫu của những cái người ở xung quanh chúng ta. Không cần phải như vậy nha, nhớ phải học cách yêu thương và chăm sóc bản thân mình trước tiên nha. Đó thì đó là những cái lý do đưa ra dành cho những cái người mà over exercising, người ta hay có vin vào những cái reasons này. Đấy. Thì chúng ta sẽ có những ví dụ như sau này. Some people over exercise for a number of reasons. Teenagers may worry too much about their physical appearance and want to build the perfect body. Đấy, chúng mình sẽ tạo thành một câu luôn là có một vài người nhá, luyện tập quá sức là vì có rất nhiều lý do, và ở cái lứa tuổi teen thì rất là lo lắng về cái ngoại hình của họ và họ muốn có một cái cơ thể hoàn hảo nên mà dẫn tới việc luyện tập quá sức. Tương tự như thế nhá, các em sẽ viết ra những cái lý do dựa vào đây, những cái gợi ý này, hay là mấy đứa nghĩ ra được cái lý do gì mà thấy thích hợp này, thấy đúng ứng với mọi người xung quanh mình á, thì mình cũng đưa vào bài viết của mình cho nó phong phú, nó hay hơn nhá. Sau khi mà viết xong thì các em có thể trao đổi với bạn bè để mình có nhiều reasons, mình có nhiều lý do hơn. Đứa nào có cái gì hay hay thì nhớ share cho các bạn khác để các bạn biết với, các bạn hay với, kiểu vậy. Đấy, học tập là phải sẻ chia cùng nhau tiến bộ mà. Sau khi mà chúng mình hoàn thành xong bài này á, thì cũng đã kết thúc luôn phần ôn tập của ngày hôm nay rồi. Rất là cảm ơn các em đã quan tâm và theo dõi bài giảng của cô. Hẹn gặp lại các em ở những video tiếp theo nhé. Thanks for watching and see you on the next video. Khóa học Việt Jack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Jack.